Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Tàu ngầm cá mập máy bí ẩn và đầy nguy hiểm của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 đến 26 tháng 7 vừa qua, triển lãm quân sự Trung Quốc lần thứ năm đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh. Tại triển lãm, hàng chục nhà sản xuất trong và ngoài nước đã mang đến nhiều sản phẩm thiết bị quân sự và dân sự từ môi trường biển, lục địa, không gian và bầu trời. Thu hút sự chú ý đặc biệt của các khách tham quan là một phương tiện trinh sát không người lái, cực kỳ đặc biệt, với thiết kế giống hệt như một con cá mập máy. Theo giới thiệu, đây là sự kết hợp giữa máy móc và công nghệ sinh học đồng nhất phô nhì. Phương tiện không người lái này có kích thước tương đương một con cá mập thật và được trưng bày trong một chiếc bề khổng lồ. Được biết, nhờ thiết kế khí động học tối ưu mà khí tài này có tốc độ, độ ổn thấp và tầm hoạt động rộng, có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ như là theo dõi, tìm kiếm và trinh sát. Quan sát bên ngoài có thể nhận thấy con cá mập máy này được tích hợp các thiết bị quang điện tử bố trí ở mắt và miệng. Đây có thể là các camera kỹ thuật số hoặc là một loại cảm biến đặc biệt nào đó. Theo giới thiệu, nhờ kết cấu đặc biệt của mình, phương tiện trinh sát này có thể dễ dàng xâm nhập căn cứ hải quân của đối phương mà không lo bị phát hiện, sau đó tiến hành trinh sát rồi rút lui an toàn. Nếu không quan sát kỹ, đối phương kể cả có bị phát hiện ra chiếc tàu ngầm trinh sát có hình dạng khác lạ này cũng sẽ tưởng nó chỉ là một con cá mập bình thường và bỏ qua mối đe dọa hiện hữu cực kỳ nguy hiểm. Điều đáng sợ nhất ở đây đó là con cá mập máy này ngoài nhiệm vụ trinh sát còn có thể được sử dụng để làm chức năng tấn công. Đơn giản nhất là nó mang theo một lượng nổ trong thân để đánh đòn tự sát nhằm vào tàu ngầm đối phương. Không loại trừ khả năng trong tương lai, phương tiện tác chiến đặc biệt trên còn được tích hợp những loại vũ khí tấn công siêu nhỏ để vừa với khoang bụng, từ đó không yêu cầu phải tự hủy bản thân trong khi nhiệm vụ trinh sát có yêu cầu tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức. Mà dù vậy, để được Hải quân Trung Quốc chấp nhận đưa vào biên chế chiến đấu, thì con cá mập máy cực kỳ nguy hiểm này vẫn còn phải trải qua quá trình đánh giá tương đối dài. Thông số kỹ chiến thuật của phương tiện trên vẫn chưa được nhà sản xuất công bố cụ thể. Trong một diễn biến khác, tờ South China Morning Post của Hồng Kông đã đưa tin Trung Quốc sẽ sử dụng tàu nghiên cứu mới để củng cố yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Theo đó, con tàu mới có tên Đai Giang Hào, dài 98,5m, rộng 17m và độ chán nước sắp xỉ 4.600 tấn, được trang bị tàu lặn, SONA và hệ thống cảm biến từ xa, tốc độ tối đa là 16 hải lý trên một giờ, tầm hoạt động khoảng 14.000 hải lý, có khả năng tiến hành khảo sát, thăm dò tài nguyên đáy biển tại bất kỳ vùng biển nào trên thế giới. Tàu đa dạng hào do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên sở hữu và quản lý, được trang bị công nghệ khảo sát đại dương tiên tiến. Theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, việc chuyển giao con tàu này đánh dấu một kỷ nguyên mới về năng lực của Trung Quốc trong nghiên cứu, khảo sát, thăm dò tài nguyên biển và giúp duy trì quyền lợi của nước này trong các vùng biển quốc tế những năm qua bắc kinh liên tục mở rộng đôi tàu khảo sát đại dương coi đây là một cách củng cố yêu sách chủ quyền lãnh thổ trên biển đông nên tàu nghiên cứu mới cũng sẽ được huy động phục vụ mục tiêu này nếu như đai giang hào được triển khai tại biển đông nó sẽ tăng cường sự hiện diện về mặt biển của trung quốc trong khu vực theo nhận định của các chuyên gia con tàu này của trung quốc dùng để nghiên cứu sâu về điều kiện đáy biển sinh thái những thông tin này có thể tạo ra dữ liệu hữu ích cho ngư nghiệp khai thác đáy biển, khai thác tài nguyên hydrocarbon và nhiều hoạt động khác, kể cả lĩnh vực quân sự. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.